Kênh YouTube Hoa Tâm Trà Vinh mến chào cô chú bác anh chị và các bạn. Chiều nay Hoa Tâm sẽ quay lại đường Thành Thái, hiện tại tên là đường Võ Thị Sáu, và dòng xuống đường Lý Thường Kiệt, rồi quay trở lên chợ Trà Vinh ha, đường Tôn Thọ Tường cho cô chú bác anh chị và các bạn xem. Hôm nay là ngày 16 tháng 3 năm 2022, nhằm ngày 14 tháng 2 năm Nhâm Dần. Thì đây là đoạn đường Võ Thị Sáu nè, hồi xưa tên là Thành Thái. Phía trước này là ngã tư giao nhau giữa Phạm Hồng Thái và Võ Thị Sáu. Ở phía bên tay phải này có chỗ bán đơn Minh Ngọc, bán đơn Ngọc Minh và tiệm bán máy may Ngọc Thành. Ở ngay cái góc ngã tư này thì hồi trước có một cái tiệm kế bên máy may Ngọc Thành, đó là bán lốp xe với lại xe đạp á, thì có một lần là bị cháy nhà đó. Bây giờ thì người ta đang bán áo khoác ở đó. Phía bên tay trái có tiệm Thiết Kim Hưng. Hồi lúc Hoa Tâm còn nhỏ có thấy ở đây có một cái tiệm vàng. Tiệm vàng tên gì thì không có nhớ rõ. Sau này ở đây không có còn bán vàng nữa. Ở phía bên màn hình tay phải, màn hình nhỏ của cô chú bác anh chị và các bạn đó là bến xe hồi xưa. Bây giờ bến xe là cái siêu thị Vinatex nhưng mà bỏ hoang. Có Đông Mỹ nè, thì vẫn còn bán bánh bao và bán thêm quần áo nữa. Thì Hoa Tâm nghe nói hồi xưa là bán nước giải khát, tại vì ở gần cái bến xe đó. Cái nhà màu vàng vàng chỗ phố Liêm Hoàng này nè, thì chỉ có cái tầng trệt ở dưới là của một người ta thuê lại. Ta thuê lại người ta bán máy móc, máy nổ rồi ha. Còn ba tầng lầu ở trên á, là Hoa Tâm nhìn vô á, có rất là nhiều dơi đậu ở trên đó và không có cửa. Tất cả những cái cửa sổ của cái ở tầng 1 đã tháo ra bỏ trống hết. Thì ở đây là cái quán nước giải khát Vĩnh Lạc. Thì cách với tiệm bánh mì Vĩnh Lạc một con đường và hai căn nhà nữa ha. Như vậy là Vĩnh Lạc bán bánh mì và Vĩnh Lạc bán nước giải khát là khác nhau. Hoa Tâm đã đi hỏi các cụ ở xung quanh thành phố Trà Vinh thì các cụ nói là về Vĩnh Lạc là phố Liêm Hoàng bây giờ đó, còn Vĩnh Lạc bán bánh mì là người ta bán hồi xưa giờ chứ không phải là quán bán nước giải khát. Còn đoạn này là đường Trần Quốc Tuấn mà Hoa Tâm đang đi hướng về mé sông. Thì phía bên tay trái là có trạm y tế phường 3. Còn phía bên tay phải thì có tiệm trà hiệu trà Cẩm Ký. Với lại còn một cái nhà xưa mà ở video trước Hoa Tâm có quay á. Trong nhà xưa có một cái bức tranh rất là đẹp. Tranh của một cái thiếu nữ mặc áo dài đang bước xuống xe. Xe kéo ha. Và phía sau là hình ảnh của cái cổng chợ Bến Thành ở Sài Gòn.
ở phía cái ngã ba giao nhau giữa đường Trần Quốc Tuấn và đường Lý Thường Kiệt. Có một căn nhà là đang để cái bảng là nhà có F0, tạm thời là không có tiếp xúc gần ha. Thì lâu lắm rồi qua thăm mới thấy lại những cái tấm bảng đó từ hồi mà hết phong tỏa đó. Bây giờ dịch nó bùng phát trở lại, hôm nay là ở Trà Vinh nó hơn 1.000 ca nữa, cho nên có rất nhiều trẻ đi học cũng nhiễm Covid, rồi gia đình người ta ấy, rồi ủy ban bắt đầu treo cái bảng là nhà có F0 ở phía trước. Nói chung là cách ly ha, cách ly từng nhà, nhà nào có F0 thì cách ly để hạn chế tiếp xúc, hạn chế lây lan dịch bệnh. Mặc dù vaccine đã phủ khắp hết rồi nhưng mà có những cái em bé thì chưa có được tiêm, chỉ có mấy người lớn thôi. Và nhà nước thì kêu lấy ý kiến ha, ý kiến từng nhà luôn, cho trẻ tiêm hay là không. Hỏi ý kiến cha mẹ thì đa số đều đồng ý tiêm. Tuy nhiên cũng có một số ít hộ gia đình người ta sợ tác dụng phụ, người ta không có đồng ý. Rồi ở nhà trường cũng lấy ý kiến. Thì ở đây là có nhiều hoa người ta trồng trước nhà đó, hoa chuông vàng, hoa giấy. Phía bên trường mẫu giáo Măng Non nè. Trường mẫu giáo Tuổi Xanh chứ không phải trường mẫu giáo Măng Non, tâm nhầm. Trường mẫu giáo Măng Non ở ngay cái trường Thiện Đức hồi xưa. Thì ngay cái ngã ba giao nhau giữa Lý Thường Kiệt và Trần Quốc Tuấn này á, phía bên tay phải có một con hẻm, mình chạy qua bên đường Trần Phú được luôn. Hôm bữa qua Tâm có đi vòng qua bên đó và quay cái clip mà trong hẻm ha. Thì lâu lâu qua Tâm cũng có hay quẹo vô hẻm, review hẻm cho cô chú bác anh chị và các bạn xem những cái khu hẻm bây giờ nó như thế nào. Ở cái khu vực này thì Hoa Tâm chỉ nhớ hồi nhỏ là có bán quần áo cũ với bên tay trái, bây giờ không có còn sử dụng nữa, quần áo rất là nhiều. Cho nên những cái khu bán quần áo này không có bán nữa. Hiện tại thì bán rau cũ với lại bán đồ sắt. Buổi tối cái ngã tư này người ta bán rau cũ bỏ sỉ ban đêm khá là nhiều. Còn ở phía chợ Bạch Đằng thì bỏ sỉ rau củ quả chủ yếu buổi trưa về huyện. Còn ở đây là buổi tối. Và cái góc ngã tư này thì có một cái cô bán xôi buổi tối. Lúc dịch bệnh căng thẳng mấy tháng trước thì phong tỏa nguyên một cái khu vực này nè. Bây giờ thì cho buôn bán bình thường ha. Nhà nào có F0 thì thấy nó treo bảng trở lại đó. Còn hoa giấy ở đây nở hồng đỏ rồi hoa chuông vàng hay hoa vàng anh gì đó, đẹp quá chừng luôn. Thì đường này là đường Phạm Hồng Thái, Hoa Tâm đang đi từ hướng mé sông trở lên. Phía bên tay phải thuộc về phường 3 thành phố Trà Vinh, có vựa rau củ quả Đà Lạt Ba Hùng rất là lớn.
đến cái con hẻm này qua Tâm sẽ rẽ vô để review hẻm tiếp ha. Từ cái đường Phạm Hồng Thái sang cái đường Tôm Thọ Tường có cái con hẻm nhỏ ở giữa nè. Hẻm này thì nó nhỏ thôi, một chiếc xe đi qua thôi, nếu hai chiếc thì phải dừng lại né mới đi qua được. Nhưng mà nó cong cong quẹo quẹo, đó là đặc trưng của những con hẻm ở thành phố Trà Vinh nó riêng và cũng là của cả nước Việt Nam nói chung ha. Và Tâm có đi ở Sài Gòn thì thấy cũng rất là nhiều hẻm chằng chịt như thế này, cong cong quẹo quẹo. Ngay cái góc bên trái của đầu hẻm á, chỗ cái đường Độc Lập số lẻ đó, hồi xưa là Tôm Thọ Tường đó, thì cái nóc nhà này nè là cái nóc ngói hồi xưa, và cái xà là cái cây, xà ngang là cái cây, thì nó bị lủng lỗ rồi nè, và ở trên đó đó có rất là nhiều dơi làm tổ ở trên đó, cả ngàn con dơi luôn. Thì cũng giống như cái tiệm bán nước giải khát Vĩnh Lạc vậy đó, ở phía trên cũng rất là nhiều dơi. Cái cô này bán cốm dẹp đặc sản của Trà Vinh. Thì cốm dẹp này mình chỉ cần nạo dừa rồi ra với lại bỏ đường vô ha, mình trộn đều để cho nó thấm, nó mềm là ăn được ngay, rất là dễ chế biến và rất là dễ ăn. Thì cũng gần tới lễ Trên Nam Thơ Mây của đồng bào dân tộc Khmer Trà Vinh rồi, lễ vô năm mới. Ở phía bên chợ Trà Vinh á, cái quầy tạp hóa người ta cũng cất gần xong rồi, một số hộ đã dọn lên bán. Phía bên bán quần áo ở trong nhà lồng chợ cũng được sửa chữa trở lại, mình nhìn rất là đẹp ha. Thì thợ sửa chữa đang sửa lại để cho hoàn thành ở trước mùa mưa này để không có bị dột ướt quần áo. Bây giờ Hoa Tâm sẽ đi ở trong chợ để xem bà con bán những loại quần áo gì. Ở trong đây đó là cái đường giữa không có cho xe cộ vô, mỗi lần đi vô thì phải đi bộ như thế này nè, chứ còn đi xe thì không có vô trong đây được. Có bán áo dài cho học trò đi học nè, bán đồng phục học sinh cũng khá là nhiều, đồ bộ nam nữ gì cũng có, lớn nhỏ gì cũng có ha, đủ loại và đủ giá tiền hết. Cái áo bà ba này thì một bộ Hoa Tâm cũng hay bận đó, vừa áo vừa quần đen luôn á, là chưa tới 200 ngàn, rất là tiện ha. Bây giờ mình chỉ cần đi ra ngoài mình mua là bận vô được rồi, không cần phải đợi may gì hết. Mình cũng thấy là cái chợ này khá là cũ rồi ha, những cái cột nó là bong tróc hết rồi. Thì Hoa Tâm thấy xây cái chợ này từ lúc mà 30 mấy năm trước rồi, lúc đó Hoa Tâm mới mấy tuổi thôi. Còn cái bảng chợ chỗ cái cổng thì vẫn giữ nguyên ha. Cái sắt này người ta dỡ xuống là mình thấy nó cũ quá, cũ rồi. Thì cái này không biết phải là 30 mấy năm trước không, hay là cái sắt hồi xưa nữa.
cái phía nhà lòng chợ mà ngành hàng rau củ, ở nhà ngành hàng hoa tươi chứ, hoa tươi với hoa quả, trái cây ha. Thì sửa lại rồi nè. Có bán trầu cao ở trong đây nữa. Cô chú bác anh chị và các bạn xem video kênh Hoa Tâm Trà Vinh tải lên thì nhớ đăng ký kênh và ấn chuông bật thông báo để xem những video mới nhất mà kênh tải lên.